Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự ngày 2 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La, các tỉnh thành phố năm 2023. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15. Các địa phương trong tỉnh chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Vun đắp ước mơ cho những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi vì được vào môi trường mới và có gia đình, thấy rất là hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 6, tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La, các tỉnh thành phố năm 2023. Dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng đại diện một số ban, bộ ngành của Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Sơn La, Bắc Ninh, đại diện tập đoàn Central Citel Việt Nam. Tỉnh Sơn La hiện có trên 12.300 hecta trồng mận hậu, sản lượng năm 2023 khoảng gần 90.000 tấn. Thời vụ thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7. Nhãn hiệu mận Sơn La đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021 với một số sản phẩm chất lượng cao như mận Pu Nhi huyện Sông Mã, mận Ruby huyện Mộc Châu và mận Phiêng Khoài huyện Yên Châu. Tuần lễ mận nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thành phố năm 2023 có 30 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP nông sản an toàn của tỉnh Sơn La gồm mận, xoài, chè, thanh long, cà phê, hoa quả sấy, miến rong. Bên cạnh đó, tuần lễ nông sản cũng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của hội nông dân các tỉnh thành phố tham gia tuần lễ. Từ đó kết nối với các thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo bước đột phá trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, sự kiện lần này là cơ hội tốt đưa sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn của tỉnh Sơn La vào thị trường Hà Nội và các tỉnh. Đề nghị các cơ quan, bộ ngành của Trung ương và các tỉnh thành phố dự sự kiện lần này tiếp tục hỗ trợ tỉnh Sơn La trong khâu tiêu thụ sản phẩm, trong đó đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, giới thiệu các doanh nghiệp, thương nhân tham gia tiêu thụ nông sản, trái cây của tỉnh Sơn La tại các siêu thị, nhà phân phối bán lẻ, chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn. Nhân dịp này, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tiêu thụ nông sản với tỉnh Sơn La và các tỉnh thành phố tham dự sự kiện lần này. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa và điều hành kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh, với tinh thần liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để khẩn trương đẩy nhanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực với các nhóm nghị quyết về đầu tư công, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật, khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La giai đoạn 1, điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 7, nhóm nghị quyết về lĩnh vực quản lý đất đai, điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024, thông qua danh mục bổ sung công trình dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh, danh mục điều chỉnh bổ sung diện tích dự án nhà nước thu hồi đất
đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại các nghị quyết. Danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Danh mục điều chỉnh bổ sung diện tích của dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại các nghị quyết. Xem xét thông qua nhóm nghị quyết về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La vừa tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh và gần 300 chiến sĩ là tân binh năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị, giáo dục về truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an Nhân dân Sơn La, về tổ chức đoàn thanh niên trong Công an Nhân dân, trò chơi âm nhạc Chúng ta là tân binh, truyền đạt kỹ năng sống và xây dựng kế hoạch định hướng phát triển bản thân và công việc, tuyên truyền nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, ra mắt cẩm nang học tập phấn đấu cho chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân trên nền tảng số. Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân mong muốn những chiến sĩ mới nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng Công an Sơn La nói riêng, chấp hành nghiêm các quy định của ngành, tiếp tục rèn luyện phấn đấu để xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã vừa có cuộc đối thoại với nhân dân xã Trường Phung, lắng nghe và giải quyết một số vấn đề người dân phản ánh. Tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến phản ánh đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã quan tâm tập trung giải quyết đối với các nhóm vấn đề trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Đối với lĩnh vực kinh tế, nhân dân ý kiến về đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đầu tư đường giao thông, làm nhà văn hóa và trang thiết bị bên trong nhà văn hóa. Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền, nhân dân chủ yếu kiến nghị về những khó khăn sau sáp nhập bản. Tại hội nghị, các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo huyện Sông Mã và các cơ quan đơn vị trực tiếp giải đáp, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa hoạt động đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn công tác thực hiện quyết định số 599 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết số 03 ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 vừa có cuộc làm việc với Huyện ủy Bắc Yên. Theo báo cáo tại cuộc làm việc, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên đã tổ chức 9 phiên họp, ban hành 31 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ban hành 235 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cải cách hành chính, đề xuất xây dựng các trung tâm hành chính đủ điều kiện cấp huyện, cấp xã lên dịch vụ công mức độ 4. Năm 2022, 16 trên 16 xã thị trấn có bộ phận một cửa điện tử hiện đại, hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Đoàn giám sát đề nghị huyện Bắc Yên tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ giải pháp cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của huyện, xã và tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Huyện Mộc Châu được xác định quy hoạch là vùng trọng điểm phát triển kinh tế đô thị phía Nam của tỉnh Sơn La, được quan tâm tạo điều kiện thu hút, mời gọi đầu tư. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phát triển Đô thị huyện Mộc Châu về phương án lập đồ án quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đến năm 2040, đại diện đơn vị tư vấn đã trình chiếu thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch. Theo đó, quy hoạch chung đô thị Mộc Châu có tổng diện tích trên 1.000 km2 với những mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025, phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4, trở thành thị xã thuộc tỉnh. Đến năm 2030, hướng tới là đô thị phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3.
đến năm 2040 hướng tới là đô thị xanh và là một trong những đô thị trọng điểm về du lịch của quốc gia và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 2. Đây sẽ là cơ sở để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, lập quy hoạch theo quy định và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Mộc Châu theo quy hoạch được duyệt. Thưa quý vị, xác định công tác đào tạo nghề là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương. Những năm qua, huyện Mường La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng gắn với nhu cầu xã hội. Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã mở được 8 lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho gần 300 lao động nông thôn, phù hợp với nhu cầu đăng ký của người học. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo khác cho trên 5.000 lao động, giải quyết việc làm mới 2.600 người, đạt 100% chỉ tiêu giao. Chúng tôi cũng khẳng định rằng là việc tạo việc làm cho lao động ở cơ sở, ở các bản tiểu khu, thì cũng đã phát triển được kinh tế hộ gia đình, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống. Sau khi học các lớp đào tạo nghề, người lao động đã phát huy những kiến thức về lĩnh vực được đào tạo, biết cách làm ăn, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ hoặc tự tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập cho gia đình. Sau khi được tham gia lớp nấu ăn thì tôi về nhà đã mở một quán ăn nhỏ nhỏ, đồ ăn sáng, phục vụ cho bà con và tạo điều kiện công việc cho người nhà trong gia đình cũng như là thu nhập ổn định cho mình. Hiện tỷ lệ lao động được đào tạo của huyện Mường La chiếm khoảng 32% trên tổng số lao động địa phương, trong đó có bằng cấp chứng chỉ ước đạt gần 12%. Chất lượng nguồn nhân lực theo lĩnh vực từng bước được chuyển dịch phù hợp với cơ cấu chung. Lao động trong khu vực nông lâm ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 81% và đang có xu hướng giảm dần. Nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng gần 9%, nhân lực trong lĩnh vực thương mại chiếm trên 7,6% và nhân lực là cán bộ công chức viên chức chiếm gần 4%. Mục tiêu thời gian tới tiếp tục phát triển chất lượng nguồn nhân lực lao động gắn kết chặt chẽ và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng chứng chỉ và thu hút lao động lành nghề, các chuyên gia kỹ thuật giỏi, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Hiệu quả từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần thay đổi nhận thức và đời sống kinh tế xã hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Người lao động sau khi học nghề nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng huyện Mường La phát triển nhanh và bền vững. Ngày 1 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan, Cục Thi hành án dân sự, Đài Phát thanh Truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc đã phối hợp tổ chức ra quân huấn luyện tự vệ năm 2023. Tham gia huấn luyện 74 cán bộ chiến sĩ tự vệ của các cơ quan được nghiên cứu quán triệt giáo dục chính trị, pháp luật, những quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước hiện nay, dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, một số nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, kết hợp kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, các học viên cũng được huấn luyện quân sự, kỹ thuật, chiến thuật dành cho lực lượng dân quân tự vệ. Thông qua huấn luyện, góp phần phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các cơ quan, đơn vị. Ngày 1 tháng 6, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã tổ chức vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tổng kết năm học 2022-2023. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc nuôi dưỡng 90 em từ 4 đến 20 tuổi. Trung tâm đã phân công cán bộ trực tiếp quản lý và chăm sóc các cháu, duy trì nghiêm chế độ quản lý và lịch hoạt động trong ngày, thường xuyên phối hợp với các nhà trường nắm bắt tình hình học tập và ý thức rèn luyện của các cháu, từ đó phân công cán bộ hướng dẫn các cháu ôn luyện bài tập. Đồng thời, chú trọng hướng nghiệp, giúp các cháu lựa chọn nghề phù hợp khi trưởng thành.
Năm học 2022-2023, trung tâm có 75 em học ở 3 bậc học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết thúc năm học, 100% các em đạt hạnh kiểm khá tốt, tỷ lệ lên lớp đạt 97,3%. Biểu dương, động viên các em, trung tâm đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập, rèn luyện trong năm học. Nhân dịp này, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng quà cho các em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được tỉnh Sơn La quan tâm thực hiện tốt chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình, vận động nguồn lực cho trẻ em. Những trẻ em không có mái ấm vẹn toàn, mồ côi luôn được quan tâm, bao bọc, yêu thương bởi sự chung tay của cộng đồng, xã hội, vun đắp cho các em niềm tin về tương lai tươi sáng ở phía trước. Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La. Bố mẹ mất do mắc bệnh xã hội, em Lò Thị Biện được trung tâm nhận nuôi dưỡng từ khi em mới đang học mẫu giáo. Hiện em đang học lớp 5, trường tiểu học Trần Quốc Toàn. Em luôn nỗ lực học tập để trở thành con ngoan trò giỏi với mong ước lớn lên được trở thành cô giáo. Lúc đầu con rất lo lắng và sợ, nhưng sau một thời gian con cảm thấy rất vui và thoải mái. Đây chính là ngôi nhà thứ hai của con. Năm 2006, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La tiếp nhận em Hoàng Minh Nhật là trẻ mồ côi ở huyện Mộc Châu. Bố mẹ mất sớm, trước khi đến trung tâm, em không có nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ. Ở trung tâm, Minh Nhật sống trong mái nhà chung, có thêm nhiều bố mẹ, anh chị em, được đi học, được chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ. Minh Nhật chia sẻ em không hình dung được hình ảnh về bố mẹ mình. Dù rất nhớ nhà, nhưng em không muốn về thăm quê vì người thân chẳng có ai. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi vì được vào môi trường mới và có gia đình, được vui chơi cùng các anh, các chị, các em. Cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhiều năm công tác ở trung tâm, chị Nguyễn Thị Lan Anh cho biết niềm vui của các cán bộ nơi đây là được chứng kiến từng bước trưởng thành của các con. Từ những đứa trẻ mặc cảm nhút nhát hay lì lợm gai góc vì thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của gia đình, khi mới chân ướt chân ráo vào trung tâm, dần dần các con đều biết yêu thương, đoàn kết, bao bọc lẫn nhau, tự lập và chín chắn hơn. Khi mà chứng kiến các con mỗi ngày một trưởng thành, thì tôi cũng thấy rất là tự hào và phấn khởi. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 404.716 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 31,38% dân số. Trong đó có 7.406 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 129.031 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tình trạng trẻ em bị đuối nước, bị xâm hại, bạo lực, bị tai nạn thương tích vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Tình trạng trẻ em bị sao nhãng do bố mẹ đi làm ăn xa vẫn tồn tại khá phổ biến ở vùng sâu vùng xa. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được tỉnh Sơn La quan tâm thực hiện. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó tập trung vào chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em để giúp các em có môi trường sống lành mạnh và phát triển toàn diện. Với sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trực tiếp làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực và phát huy vai trò của cộng đồng, xã hội trong việc chung tay thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.